Xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập trong chùm bài tập về chữ cái. Đó là đầu tiên đó là chữ cái A nha các bạn nha. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện là khoanh tròn chữ cái A vào trong tên gọi của mình. Con cáo, cà chua, cà rốt. Tập tô chữ cái A này và viết theo kép chữ cái A nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bài tập ngày hôm nay nha. Giờ vừa ra nào. Tư thế ngồi viết bài, chúng ta phải ngồi thật là thẳng lưng này. Tay phải chúng ta sẽ cầm bút bằng ba đầu ngón tay. Tay trái chúng ta sẽ đi nhẹ lên quyển vở, sao cho quyển vở của chúng ta không bị quằn mép đấy các bạn ạ. Và chúng ta sẽ tô thật là nhẹ nhàng, thật là từ từ, sao cho bài của chúng ta được đẹp nhất nhá. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.